ที่ผัวบ้านป่วยแอมคุ้มเสียงไฟยันชาเอ็นดาดีซาตึงหงพาว่าหยุดchỉ có những điều khác là nói với nhau một câu đi để sau này ta sao ạ vì anh vâng xin mời tất cả mọi người lắng nghe ạ đi xuống đây được không ạ hai anh em mình đi xuống đây chơi hNhưng mong qua kỷ niệm, một thời gian sẽ không nhầm tới Và anh sẽ mang qua trong tâm trí em là một kẻ là em gặp với trong giông đó Anh sẽ quên, quên ngay những vị ngọt và đắng Quên ngay đó cả hai đã thua khi đã cho mình thắng Quên là anh đang yêu hay quên là anh đang hận Quên một người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân Quên đứa tình cảm nặng nhất khi phải đặt lên cán cân Quên vết thương làm yên tâm và đem nó nhân bạn lần Quên những lời ca anh biếtChẳng thể lâu Một thức phim, những câu chuyện Tựa như giấc chiêm bao Một ngày nào đó, em sẽ quên là ta đã Và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra Em đã đi xa từ hôm qua Và những ký ức luôn chứa Sau này chỉ là những điều khác lạ Nói với nhau một câu đi Để sau này Ta không luôn lênh đênh nhau Vì anh mang thêmAnh như món đồ thức lạc mà không có nơi trả về. Nhưng nếu không mất sẽ không tìm, không tìm thời là về. Anh nghĩ về quá khứ, không tính chuyện tương lai. Em không bên anh hiện tại nhưng vẫn thấy em thường ngày. Những thức phim, những lời nhạc câu xé, những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe. Anh trở về thành phố này đều là mang theo những kỷ niệm giờ em chả cần. Mẹ em nói đây là nợ anh phảiMà họ nói anh muốn một lần tự do muốn một lần được bỏ trói muốn gặp em ngày đó muốn là anh hôm qua muốn là em nói theo một cách nôm na nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu ở đâu hả em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu ở đâu hả em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu Let's go Bây giờ là mọi người có thể giúp mình với Bảo được không nè? Và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra Em đã đi xa từ hôm qua Và những ký ức luôn trước sau này Chỉ là những điều khác lạ Nói với nhau một câu đi Để sau này ta không lưu luyến